Rồi, dạ hello anh chị nha, đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm nay thì cũng gần đâu đó là hơn tháng gì đó. Em trở lại bên anh Hoàng Sơn anh chị để cập nhật mấy cái giá xe mới nhất cho mọi người ha. Giờ chắc để nhờ bạn camera quay qua cái địa chỉ cửa hàng trước đi. Rồi mình vào trong gặp anh Sơn nha anh chị. Địa chỉ cửa hàng là 296 Nguyễn Tri Phương, khu phố đường 4, Dĩ An, Bình Dương anh chị. Hướng về cái bên trái cửa hàng luôn anh chị. Bên trái cửa hàng thì đi về hướng của cầu Dược, xin lỗi chị, đi về chợ Dĩ An nha. Còn hướng bên phải của mình đi về hướng của cầu Dược Sống Thần hoặc là đi về cầu Dược Linh Xuân anh chị nha. Giờ vô trong thì chắc là gặp ảnh thôi để anh cập nhật giá cho mọi người nha. Sơn ơi. Rồi chào anh. Tàu này xuống đây luôn hả chào? Nay quay cái xe đầu tiên cũng được nè. Xin chào tất cả quý anh chị em các bạn nha. Trở lại kênh YouTube Ngô Nguyễn. Cũng lâu lắm rồi chưa quay lại kênh Ngô Nguyễn này. Em trở lại quay kênh Ngô Nguyễn này. Con này con quay ớt nè. Quay này là nó đời 2011 á, máy gin em. Em bán giá 7,5 triệu. 7,5 triệu. Đang để bọc cái dây yên lại đây này. Giờ áo là bắn dầm đẹp lên cái rồi này. Thì con xe này nhìn cũng liền ghê. Mai thay cái tay thắng với lại bọc lại cái dây yên là ok đó. Máy móc gin em á. Nó bị số Tiền Giang 2011 63 13 07 298 anh chị. 7,5 triệu. Này là mình bọc da yên với là mình gắn cái này. Có đây đủ hết. Có đủ hết không? Dạ. Tại vì hôm nay mới sơn dầm lại á. Dạ. Đời gắn vô được là sáng mai thay cái tay thắng với lại bọc da yên là ok đó. Dạ. Xe này mua cho anh chị em đi làm là cực kỳ tuyệt vời. Máy có làm gì trên sơn? Máy zin á. Ở trên luôn hả? Rồi chức năng đầy đủ. Giá cực kỳ dễ thương. 7,5 triệu. Có 7,5 triệu thì em thấy cũng hợp lý. Quan trọng xe đăng ký 2011. Chung là áo đằng sau là mới lục tem này, còn đằng kia có bắn dầm lại rồi. Dạ. Máy zin em á. Rồi ok, 7,5 triệu anh chị nha. Này khách hàng biết là thấy rẻ rồi đó, em biết rẻ rồi đó. Giờ khách hàng đến có phơi pháo được. Quay cái bờ số cho anh chị em coi. Anh quay con này. Quay luôn biển số đi. Quay đi. 63 Tiền Giang này. 63 B3 07 298 này. Cầm liền là còn zin theo xe hết. Giờ trước giờ sau còn dây cui. Rồi ok nha, 7,5 triệu anh chị. Rồi chắc con nào anh? Giờ mình lui đằng sau quay cùng giá rẻ đi. Sigurd 211 này, máy êm này. Giá 7,5 triệu này. Bị số 7,5 triệu đời 2011. Số Đắk Lắk. Máy làm chưa anh? Máy có móc có làm lại rồi nhưng mà êm. Rồi máy có làm nhưng mà êm. Biển Đắk Lắk 47E1 00202. Dàn áo đẹp liên kênh này. 7,5 triệu giá cực kỳ hợp lý luôn. Dạ. 2011 danh gì em? 7,5 triệu luôn anh chị mình nha. Chức năng đầy đủ hết á. Dạ. Đến thì còn bớt lọc lái gì được không? Không, mấy cái giá xe này là báo chuẩn lắm rồi, không bớt chuẩn nữa đâu. Này là giờ xe 2 là 6 2 là 7 mà bán là 6,7 triệu rồi. Cái này đời nó cao. Giờ là giá chuẩn luôn phải không? Giá chuẩn á. Giá chuẩn luôn. Giá là giá chốt luôn anh em. Xe bên cửa hàng toàn bộ những xe có bắn dầm này đẹp keng rồi. Dạ. Chung là không có lỗi lầm gì nữa đâu. 47E1 00202 này. Rồi. Số Đắk Lắk này. Ok anh. Quay tiếp đi rồi tí xíu mình ra hàng sau mình quay lại luôn mấy cái biển số. Rồi con Suzuki Bắc này. Bình đầy đủ máy êm này. Có 5 triệu à. 5 triệu. Suzuki Smart. Biển Hà Tĩnh 38H2 4557 anh chị. Áo bồng là đẹp liên keng này. Này là của Suzuki nha, xe Nhật nha. Nhưng mà xe này là nó đi cái Boeer với bình Boeer rồi rồi. Hả? Đi Boeer rồi chứ nó đi kiểu dạng Boeer rồi. Tem bồng sau này là còn anh chị. Tem bồng còn zin này, chứ cần có bắn dầm đẹp liên keng rồi. Dạ. Không bị vợ, giá dễ thương có 5 triệu à. Vô hình là mọi người thấy không? Bao mướt luôn nè. Rồi giá nó nhiều chứ anh? 5 triệu à. Rồi 5 triệu anh chị. Giờ mình qua đây là chiếc Vision máy zin đêm này, giá 12 năm này. Màu vàng, này màu zin luôn phải không anh? Đúng rồi, có chống trộm đầy đủ 12 năm. Biển Thanh Hóa 36 12 624 45. Có thể từ chống trộm nè, đâu. Rồi, màu vàng, máy zin đêm, áo là sơn nguyên công. Dạ. Giá 12 năm. 12,500,000 nha mọi người ha. Đúng rồi. 12,500. Rồi, còn ở trong này cái xe của người ta gửi lại. Dạ. Rồi, 12,500 cho chiếc Vision đời đầu màu vàng biển Vision này nó là đời 2012 này. Dạ. Máy zin êm áo sơn lại. Biển số 36 Thanh Hóa. Rồi. 62445 này. 12,500 này. Còn Sirius là 7,5 triệu. Cuối đây đời 2011 máy êm này, áo đẹp này. Giá 7,5 triệu này. Dạ. Suzuki Bắc này thì bình đề máy chúng là cũng khá lắm. Là cũng không được êm như mấy xe zin đâu nhưng mà máy khá lắm, còn áo đẹp. Rồi. Giá 5 triệu. Đi bình xăng với lại bụi tăng tốc.
Yeah. Rồi ok anh em. Giờ mình lên đây luôn phải không anh? Cái rim luôn phải không? Còn đây là con xe Dehan này, cực kỳ đẹp này. Rim Dehan. Dehan mà còn cỡ này là đẹp lắm rồi, 6 triệu à. Biển 86K3 8267 anh chị. Dehan này là cặc tê này, tem này, cam niên còn của nó hết toàn bộ này, bô này. Một máy nhà im dữ vậy ta. Xe này chưa rớt đâu luôn cái gì đó. Đề nhà lắm. Bình hơi yếu anh chị thôi chứ đề là ngọt. Xe này như là không biết có rớt, thấy xe thì như chưa rớt đâu luôn á. Rồi máy, cái máy nó im thật sự nha. Lốc của Lidl còn dinh theo xe này. Cam niên còn này. Phuộc chứ của nó là cái đề về cho nó mộc mạc, không có sơn lại. Xe này chưa rớt đâu á. Máy im quá trời im mà. Đề nhà lắm. Dạ. Yeah. Nhiều anh? Có 6 triệu à. Rè hơi xanh nó bốt rồi nhưng cực kỳ đẹp. Thôi mua mấy con này hợp lý quá trời anh em. Đề về cho nó mộc mạc nha. Đúng anh rồi, chính xác rồi, mấy cái này đừng lên dặm anh Sơn ơi. Cầm niềm là gì thế này. Dạ đẹp rồi đừng có dặm, đẹp lốc quá trời. Lốc liếc với lại mặt nạ này còn của nó hết. Bằng hơ còn của nó này. Bô này. Rồi. Chung là xe cực kỳ chuẩn đó. 6 triệu đồng, biển là Bình Thuận. 86. Ok. Xe này cực kỳ chuẩn đó. Dạ. Rồi, tí em sẽ quay lại hướng sau kỹ rồi riêng con đó. Rồi, còn con Lugas này nó đời 2010 này. Máy zin đêm này giá là 7 triệu rưỡi này. 7 triệu 500, 2010. Máy zin áo đẹp lên Ken. Biển Nghệ An. Số Nghệ An nhanh chị. 3714-2360 nha. Nếu quan tâm thì liên hệ bác Sơn để chụp hình quay kỹ ra hơn nữa. Máy zin đêm, cực chuẩn, cực chuẩn. Ok nha. Bao nhiêu nha anh, 7 triệu phải không? 7 triệu rưỡi. Rồi 7 triệu rưỡi. Còn con mô tô này vẫn như thường lệ giá 13 triệu 2021 anh. Con này biển Bình Dương 61BA02549. Xe này không côn nha anh chị em. Xe, cái, xe 50 á. Mấy cái xe nãy giờ em thấy báo toàn dưới 10 triệu không à. Chỉ có con này trên 10 triệu này, 10, ship rồi tính sao anh? Trên 10 triệu bên cửa hàng sẽ bao ship. Rồi là miễn phí ship, còn dưới 10 triệu khách hàng chịu tiền ship ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi dưới con Kim Cô này là bao xếp rồi đó anh em. Còn con Attila này là đời 2011, máy zin em này, áo sơn đẹp ken này, máy zin luôn á. Biển 17 Thái Bình B1 11456 nha. Biển chị. Đẹp này. Đời cao, máy zin em. Dạ. Rồi, ok nha. Rồi chứ ABN hôm rồi rất nhiều người hỏi này. Mà hôm nay bà cô cái bao giờ bà hứa nói thứ 6 mà nếu như bà không chuyển thì em sẽ bán này. 9 dạ. Điều này. 2 lề 9. Máy móc em ru. Vỏ chiếc vỏ sau dày cui. Biển Bình Thuận xe cực kỳ đẹp. 86C1-74181 nha. 9 triệu. Dạ, giá là 9 triệu đồng. Đây, em quay lại cái bảng số cho anh em theo dõi. Quay tí chiếc rim em quay kỹ cho. Em ghi chiếc rim rồi đó. Anh em. Xe này nó 2 là 9 này. Áo là cực kỳ đẹp này, full chức năng này. Giá anh báo nhiều chú Quỳnh. 9 triệu. Thì hôm nay vẫn nói cái clip, cái xe này rất là nhiều người hỏi này. Dạ. Có bà chị ở ngoài Bình Thuận cọc 1 triệu rồi, bà hứa tuần nay cho bà đến 25 ngày, nay bà nói là đến ngày thứ 6 nữa, nhưng mà bà không có tiền chuyển thì cứ bán đi, xe khác bà sẽ ủng hộ cho này. Dạ rồi. Cái đây đến ngày thứ 6 rồi. Dạ. Ok nha anh em. Đó. Còn Attila này nhiêu anh? Nó cái này nó 5 triệu á. 5 triệu biển số 17 Thái Bình nha anh em. 21 mã zin mà xe chuẩn này. Xe cực kỳ chuẩn. Rồi, 17 Thái Bình ha. Biển số đẹp đó. Xe không hú hí gì luôn, máy zin luôn á. Rồi, ok. Kim Cô là 13 năm hả anh? 13 triệu. À, 13 triệu thôi. Kim Cô là biển số 61 anh em, giá 13. Còn cái Lubias là 7 triệu rưỡi ha. Còn con rim ở đây là 6 triệu. Rim này là người làm mua rất là chuẩn này. Nãy quay cũng kỹ rồi, giờ quay biển số thôi được rồi anh em ha. Anh em cầm, nói chung là cầm nha. Cầm niền cặc tê này, lốc hai bên này, bô này. Yeah. Phục trước này, đầu lòng như là chưa rớt luôn hay gì này. Cực kỳ nhẹ luôn. Khô rang à. Nhìn cái xe này là đúng là nó máy chạy nhà hiệu không? Yeah. Cực kỳ đẹp. Rồi 6 triệu. Chức năng đầy đủ á. Rồi. 6 triệu. Máy nổ không nghe một tiếng luôn. Rồi giờ mình lên trên ha, tới chiếc con Hayate này 2011 này, máy zin em áo đẹp này. Biển Thanh Hóa nha anh em, 36B1 31634 nha. Cái xe này đa phần cứ khách hàng vào là cứ bật khóa lên, cứ quên tắt khóa riết, bình nó hư, yeah. Nó hư riết à. Giá 5 triệu rưỡi này. 5 triệu rưỡi anh em. Vỏ trước vỏ sau một cặp, còn rất là dài. Áo tem đẹp, máy zin chuẩn chất. 5 triệu 500. Rồi ok nha. Mọi người quan tâm thì liên hệ về cửa hàng giúp em nha anh chị. Còn cái bên là chiếc Attila biển số Bình Định đó.
Rồi đồ đồng ba con này chiếc nào cũng bày đều hết này. Dạ. Hai con SCR, con Adela FP, chiếc nào cũng bày đều á. Dạ. Ờ, đều là 7 triệu hết thì camera sẽ quay giúp anh về cái phần trên nha. Tí xíu sẽ quay kỹ. Anh chị em nào muốn coi trực tiếp thì kết bạn Zalo em, đầu số là có ghi trên màn hình đó, là 0794 496 và 496 này. Dạ. Hai chiếc khách cứ vào cứ bật khóa lên riết hết bình luôn. Mình ở đây thì cũng có trả góp này kia hết anh Sơn. Trả góp qua ngân hàng, yêu cầu không có dính vào nợ xấu trên 20 tuổi. Dạ. Cứ 20 tuổi đó lên, chưa là xấu, hỗ trợ trả góp được hết qua bên những cái công ty tài chính. Xem 10 triệu đó lên. FE giác hoặc là Homerit. Dạ, dưới 10 triệu thì anh em phải chịu trực tiếp nha. Rồi còn những dòng xe hãng thì anh có hỗ trợ bảo hành về máy móc này kia không anh? Chung là mấy xe bảo hành là 6 tháng. Rồi 6 tháng. Tí quay lại ba cái biển số cho anh em coi nha. Con Doja này 22 máy zin mà giá 10 triệu rưỡi này. Dạ, 10 triệu 500, biển Nghệ An. Màu đỏ. 07497. Rồi, ok. 07497 nha anh em. Đây, em quay lại biển số cho bà con coi. 10 triệu ha. 10 triệu rưỡi. À 10 triệu rưỡi. Đây, con màu đỏ nha. Ừ, thấy không? Rồi, cái con SCR này giá là 7 triệu. Sơn màu tím nha. Biển số đây, anh em mà muốn chi tiết hơn và thắc mắc thêm thì liên hệ anh Sơn. Cái con SCR này luôn, cũng là 7 triệu luôn. Đồ đồng ba xe này chiếc nào bài đều á. Dạ, Atila màu đỏ cũng 7 triệu, biển Bình Định luôn anh em. Còn 2GT anh? 5 triệu rưỡi anh. Ờ, 2GT chỉ có 5 triệu rưỡi thôi mọi người. Rồi lên trên. Cái QS thì nãy anh Sơn có báo rồi, giá 7 triệu rưỡi, em thấy cũng được lắm đó nha. Rồi, giờ mình qua con Superdream hả ta? Đó Superdream 201 xe có dầu xăng rồi, giá 16 triệu. Superdream 201 kiểu này là cái đầu thái luôn nha anh em. Xe này khách dầu xăng rồi nhưng mà cực kỳ đẹp. Dạ. Yeah. Bình đầy đủ máy cực kỳ êm. Rồi. Xe mấy xe này hết. Anh em nào muốn coi trực tiếp thì chụp hình em quay video cho không? Dạ. Yeah. Đồ jean áo bồng trên con rất là đẹp này. Dạng áo là con jean này. Dần chân là có bắn dầm này. Đi cái bô tân tiến này. Đầu lòng ET bình xăng jean hết. Bô e bình xăng đề bồng jean hết. Nhưng xe có bắn lầy dần bạc. Gấp viết với bô cái bô tân tiến này. Dạ. Biển số Nghệ An này 37 F9 4537. Giá nó là giá 16 triệu. 16 triệu nha anh em. Xe là dọn full cả xe rồi nha. Đương nhiên dọn full này máy móc. Áo bọc đồng rồi hồ là còn đầy chức năng, công nền máy kim xăng còn đầy đủ hết, kèn đèn xi nhan đầy đủ hết. Dạ. Máy chạy cực kỳ nhẹ. Rồi, 16 triệu đồng anh em. Ok ha, giá là 16 triệu. Chung xe này là cái dần chân có bắn dầm với dần sườn còn đẹp lắm. Yeah. Sườn còn đang còn bấm điền á. Nhanh gì em. Tem duy nhưng mà nó hơi bạc màu theo năm tháng này. Rồi, mấy cái này anh em mà quan tâm thì liên hệ với Sơn thêm nha. Còn nếu mà tầm giá như này là anh hỗ trợ ship cho anh em là miễn phí được. Rồi, con này con City phục hơi này, đúng cả việc. Yeah. Màu xám xi măng này, giá 8 triệu. Yeah. Này. 8 triệu. Biển 51T1-5063. Bình đề đầy đủ máy em. Có vô cặp bánh mâm nha anh chị. Vô cặp bánh mâm. Giá nhiêu anh? Giá 8 triệu. 8 triệu. Yeah. Sơn màu kiểu dạng xám xi măng ha, 8 triệu đồng. Chúc quay là biển số. Rồi đây con RC2 14 này, máy zin đêm này. Yeah. Áo đẹp này, giá 11 triệu này. 11 triệu. Biển là Bình Phước 93F1-23179 nha anh chị. Bánh mâm thắng đĩa ha. Đời 2014. Yeah. Máy zin hết á. Rồi máy zin luôn. Giá 11 triệu. Yeah. 11 triệu đồng. Rồi ok anh. Còn con này là QS2012, máy zin đêm, giá 9 triệu rưỡi này. Yeah. Biển Hà Tĩnh anh em, 3871-03137 nha. Đây, quay tổng quan bên hông với lại phần sau xe cho mọi người. Dạ, áo đẹp, dần chân cực kỳ đẹp. Dạ. Biển số này mọi người. Mình cũng trao đổi xe luôn như cũ. Đúng rồi, trao đổi xe, mua bán các loại xe, trao đổi. Rồi, giá con VS là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi, biển 38. 22, máy zin đêm. Dạ. Này 2014 này, giá 11 triệu rồi, máy zin đêm này. Rồi, Sirius, chính là Hàn Quốc. Còn đây là City phục hơi này. Yeah. Sơn bộ áo đúng cả việc màu xám xi măng này. Vô cặp bên mâm này, giá 8 triệu này. 8 triệu. Là Super 201. Chung là mình sườn bồng còn đẹp. Áo đẹp, chung đồ dinh còn nhiều. Có like cable, có bắn dầm lại dần chân rồi. Giá 16 triệu. 16 triệu. Quê đây này có báo clip giá rồi. Giá 7 triệu rưỡi. Đời 2011, máy dinh em. Biệt số luôn anh em thấy không? Quê giá 7 triệu rưỡi cũng hợp lý lắm luôn á nha. Rồi. Rồi tiếp tục lên đây con GD 2019 này. Dạ GD này anh em.
xe hai chìa khóa này, chống trộm được đầy đủ này, còn đủ luôn, máy ghi nêm giá 19 triệu, hồ sơ là thêm một triệu hai. Dạ đây anh chị, rồi đây giá có 19 triệu thôi, quay cái bảng số đi camera cho anh chị theo dõi không lên ha, sáng giờ bật nè, nè 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 không bớt bây giờ là không được luôn hả? Sáng giờ bình thường. Xe mới lấy về chưa rửa nhanh chị em nhưng mà cực kỳ đẹp. Ừ. GD là chung dòng xe chạy siêu bền. Máy đứng nhanh chị em. Cổ bô này. Rồi, 29, giá 19 triệu, hồ sơ thêm 1 triệu 2. Rồi, 19 triệu nha anh em. Rồi, dòng này đi là anh em nào khói đi tay côn đó. Dạ. Yeah. Siết hay lắm thì còn nữa, tuyệt vời anh em, chứ máy của nó là khỏi bàn rồi, quá chuẩn luôn rồi, rất im. Rồi. Rồi tiếp tục, đây còn quên pha 2019 này. Máy ghi nêm giá 13 triệu này. Sơn 3D. Sơn 3D vô một cặp bánh mâm cho anh em luôn. Thì số 68 Kiên Giang 13 triệu. Đời 2019. 2019. Giá là 13 triệu đồng. Đúng rồi. Biển số là Kiên Giang 68G1 69728. Chúc em quay lại cho mọi người còn nha. Còn kế bên là con quên pha 2014 máy ghi nêm. Dạ. Giá 12 năm. Biển 3613 75658 anh chị. Dòng xe là máy chăm là cực kỳ bền. Dạ. Giá 12 năm. Dạ, 12 triệu 500 ngàn. Còn con Quay Black này 2017 thắng địa là giá 11 năm này. Dạ, 11 triệu. Máy ghi nêm này. Số Đồng Nai. Dạ. Máy riêng luôn. Đúng rồi. Mấy cái dòng quay pha anh chị, với Quay Black, Quay S rồi đó. Bền lắm, tiết kiệm xăng, dễ xài, khó hư, hư cũng rất là dễ sửa. Mấy dòng xe kinh tế đó. Rồi. Còn con quay 100 này là nhiêu chứ anh? Đó 12 năm. Dạ, 12 triệu 500. Quay 110 nó là 13 hay 13? 13 triệu. 13 triệu nha anh em. Còn ở đây thì mọi người có thể là đã thấy cái biển số rồi. Em quay luôn cái bên hồng lại lần nữa cho anh em mình theo dõi nè. Cái da yên của nó có bọc lại cũng đẹp lắm nha. GD 2019, máy ghi nêm giá là 19 triệu này. Rồi. Rồi, lên trên tới chiếc AB. AB này là chung là cực kỳ đẹp này, áo mới lục keo, chung xe gọi là xe giữ. FI. Dạ. Áo rồi mới lục keo ra. Nhưng mà xe cũng có bắn dầm một số chỗ nhưng mà cực kỳ đẹp. Máy ghi nêm giá chuẩn 16 năm, cực kỳ đẹp. 16 triệu 500. Xe mua về chỉ có chày không có làm gì hết á. Dạ. Quá đẹp rồi. 37N9 6928 nha anh chị. Máy em ru à. Máy ghi nêm á. Giờ áo mới lục keo ra nhưng mà xe cực kỳ đẹp. Yeah. Rồi. Ok nha, 37N9. AB209 máy dinh em giá xe cực kỳ đẹp, giá 16 năm. Này là cuối hay là chín nha anh chị. Nó có FI rồi, nó mới có giá này nha. Rồi, xe đẹp lắm. Chứ không phải là cái đời 209 đời đầu mình sang con đâu, tại FI luôn rồi đó. Hai kiến nó còn chút kia đẹp, đẹp này. Chút xe là mua về giờ có đồ xăng chay à. Dạ. Yeah. Giờ áo rồi này kia thì lấy đẹp. Áo rồi mới lục keo đó. Dạ. Yeah. Một xe cực kỳ đẹp. Dạ. Ti bằng phuộc là đẹp, cực kỳ đẹp. Ôi, áo đẹp, áo riêng nè. Xe quá chuẩn. Dạ. Có ở đây là xử lý nhẹ tí thôi, mà áo rất là đẹp nha. Giá 16 năm. Rồi. Okay. Mua về xe là mua về không có làm gì đó, không có lỗi làm gì luôn. Dạ. Rồi, tiếp theo mình qua tới chiếc quay là tiếp. Quay siêu nhân. Bên mâm, máy móc em ru. Giá là 8 triệu rưỡi. 8 triệu 500. 61D1 36571. Máy em ru bên mâm zin. Dạ. Giờ áo là đẹp lên keng, sơn nguyên chiếc, dân tem đẹp. Giờ nhiêu anh? 8 triệu rưỡi. 8 triệu 500, máy là riêng luôn. Máy có làm lại rồi. À, máy có làm rồi phải không? Mấy cái Honda thì chia sẻ thật anh em, những cái lời thấp như này mình cũng không quan trọng máy nhiều đâu, quan trọng yên ngon là được rồi. Siêu êm. Honda thì họ thiết kế như thế nào á, làm máy nhiều lần nhưng quan trọng đúng này cũng thợ vẫn ngon à. Honda đó. Rồi, còn đây AB208, máy zin êm, áo đẹp lên keng, giá 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500, biển 54X8 2490. Số Sài Gòn. Này là chơi 9 triệu rưỡi. À, 9 triệu rưỡi nha. Ừ. 9 triệu rưỡi. Máy ghi nêm, áo đẹp. Rồi ok anh, biển phố. Còn cái Atom AB đầu bò này màu đen này thì giá 12 triệu, máy móc êm. 86186434 64384. Giá 12 triệu, xe đã có làm lại đầu lòng rồi, máy êm. Dạ. Còn con bên này thì máy zin này, giá 13 triệu. 13 triệu AB đầu bò luôn anh chị nha, biển Thanh Hóa 367185. Rồi, ok nha mọi người. Rồi,
Đây em quay lại cái biển số để cho anh em mình theo dõi lại này nha. Anh chị quan tâm con nào mà trong quá trình quay mà nãy giờ anh em mình chưa kỹ chưa rõ, mong anh chị liên hệ về cửa hàng nha. Rồi. Này AB là máy ghi nêm này, giá 13 triệu này. Dạ, 13 triệu. Cái này máy có làm lại đầu rồi, giá 12 triệu này. Màu đen, áo đẹp này. Dạ. Này 208 máy ghi nêm này, giá 9 triệu rưỡi này. 9 rưỡi. Quay siêu nhân này, máy móc có làm lại rồi, cực kỳ êm. Dạ. 85. Chạy là siêu nhẹ. 8 rưỡi, còn AB là 10. AB là 16 năm. 16 năm, quay biển số là luôn em. Con này đẹp rồi. Rồi mình lên đây tới chiếc FBRO C50 hết ta? 8 triệu rưỡi. Yeah, 2018, 2 chìa khóa con. Giống bách ba vậy đó. 2 kiếng, 2 chìa khóa. 8 triệu rưỡi cho mấy đứa nhỏ đi học. Xe mới họ bán cũng cao lắm á nha. Mới nó đâu 17 mấy gì. Chưa giấy tờ luôn đó anh. Đúng rồi. Vậy đó là chưa giấy tờ đâu. Giờ 8 rưỡi thôi. Đúng rồi. 8 rưỡi biển số 49AA03730. 03 7. Còn hai cái Noja này, máy ghi nêm này giá là đồng là 11 triệu này. Dạ, 11 triệu hết. Con màu đen là biển 60B836254. Còn cái con màu trắng là 36K30126 bằng giá nhau. 11 triệu. Đó, anh em nào thích cái màu nào lấy màu đó. Còn AB này sân cơ, số Nha Trang Khánh Hòa, 9 triệu. Dạ, 9 triệu. 79T10155. Liberty này thì giá 10,5. 10,5 triệu. 79L1 41291. Rồi, okay. AB biển số Sài Gòn giá 13 triệu, máy ghi nêm 13 triệu, 59U1 27489 nha anh chị. Nói chung dàn áo cũng đẹp cực kỳ luôn rồi. So với tầm giá em nó rất là mướt rồi ha. AB số Sài Gòn giá 13 triệu này, dạ, máy ghi nêm 13 triệu nè anh em. Rồi, Liberty FI giá 10 triệu rưỡi này. Dạ, 10,5 triệu. AB biển số Nha Trang Khánh Hòa 208 dấu áo 210 giá, dạ, 9 triệu. 9 triệu. Cặp Noja này thì độ đồng 11 triệu. Hai biển số này em phải thấp cho anh em xem kỹ ha. Biển 36 với biển Đồng Nai. Ok. 60. Còn xe 50 này biển số Lâm Đồng. 49. Giá 8 triệu rưỡi này. 8,5 triệu anh em. Lên trên tới chiếc Classico. Con xe này xe của khách. Xe khách ha. Còn Winner V1 này hôm rồi máy riêng nhưng có làm lại cái xúc bắp này rồi. Giá 17 năm này. Máy riêng nhưng giờ có rất là làm xúc bắp rồi hả? Đúng rồi, tại hôm rồi nó hơi xì khói, nó hơi mất gan tí á. Đi vô rất leo này. Giá 17 năm này. 17,5 triệu, 67F1 32258 nha anh em. Center này máy móc em ru này, giá 13 năm này. 135. Mang máy làm chưa anh? Lấy mấy cái đồ đó đấy. Mà máy làm chưa sao? Xe máy có làm lại rồi. Dạ, máy giá 13 năm này. Dạ, 13 triệu năm, biển số là 70E106186 anh chị, biển số là của Tây Ninh ha. Bên đây là một chiếc Janus 110. Này hai màu đen này nó 219 này. Dạ. Giá 17 triệu này. Biển Quảng Bình 73H1 42622. Này là 216 số Tiền Giang, giá 16 triệu này. 63-12-0-5-80-85 anh chị, 80-85 ha. Còn chiếc này cơ lít là 2-10 máy dinh đêm này, giá 11 triệu này, số 86 Bình Thuận này. Dạ, 86C1 57-254 anh chị. Còn cái này nô 6 thì giá 13 triệu máy dinh đêm này. Dòng đó là biển 66 Đồng Tháp. Để em sẽ chia sẻ lại, em quay lại cái biển số cho anh em nha. Anh chị coi kỹ hơn thì giúp em liên hệ với anh Sơn, số thì em có để cho màn hình này đó. Này là Novo 6 13 triệu này. Dạ. Credit 210 giá 11 triệu này. 11 triệu. Janus 216 xe đẹp 16 triệu này. Là biển Tiền Giang anh em. Cái này 29 thì giá là nó là 17 triệu. 17 triệu. 235 thì giá 13 năm này. Dạ. Winner V1 thì giá nó là 17 năm này. Dạ, 17 năm. Rồi. Anh em thích con nào liên hệ cửa hàng nha. Rồi mình lên đây tới quay con cúp trong này, cúp 50 trong này đi. Dạ. Yeah. Xe mới lấy về thì em bán giá 5 triệu rưỡi này, bình đầy đủ máy em này. Nó có hơi chày xíu chưa làm lại. Số mố BA00166. Giá 5 triệu rưỡi này. Dạ, yeah, 5 triệu rưỡi. Xe này nó có hơi chày nhè trước xíu. Mới lấy về chưa rửa nhanh gì em. Dạ. Yeah. Rồi, còn ba chiếc là đồ đồng, chiếc nào 3 triệu rưỡi này. Dạ, 3 triệu rưỡi hết luôn ha. Đúng rồi. Còn biển 3608 6762
Con này cũng 3,5 triệu, con này biển 36M7 8995. Mấy con này có đề đồ anh Sơn hay đạp thôi? Mấy con này nè, hai con này có đề, con này là không có đề này. Dạ, con này không có đề, nhưng vẫn bằng giá nha. Con này là 60H6 1318. Mấy xe này anh chị em nào đi làm mình mua về rồi có cái bình dầu từ từ thêm. Dạ. Rồi, còn AB này mình đang dọn. Xe này đang dọn này không rồi. Dạ. Này mà dọn ngon lành đẹp đẽ là tầm bán 10-11 triệu em. Này bình xăng con phải không anh? Bình xăng con lên Tháo, lên Thái. Cái đầu đèn Thái anh em. Con xe mà đang mở ra rửa dọn rất là đẹp. Dạ. Để làm xong tính. Rồi, ok anh. Mình còn đâu nữa không? Hết rồi em. Dạ. Rồi. Nãy giờ trong quá trình quay cũng quay hết cho anh em rồi, thì quay đầu xe cũng như là về cái phần biển số mình cũng cập nhật hết rồi. Anh chị em nào quan tâm mà muốn biết rõ hơn thì liên hệ với anh Sơn giúp em nha, để anh giải đáp cho rõ cũng như là trả góp. Anh cũng chia sẻ rồi, từ 20 triệu đổ lên không có nợ xấu là mình góp được. Chiếc xe thì cứ từ 10 triệu đổ lên là miễn phí, còn dưới 10 triệu thì khách hàng mình chịu ha. Còn nếu mà nói về vấn đề máy móc thì nếu mà xe hãng thì bảo hành là 6 tháng. Còn gì chia sẻ nữa không anh Sơn? Thôi hết rồi em. Đủ rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, địa chỉ là nhiêu ạ? Số 296 đường Nguyễn Tri Phương ấy. Rồi ok ha. Cách cầu vượt sông Thần 2 cây số. Dạ. Thôi thì cảm ơn chị, các bạn, cô chú rất là nhiều ha, đã quan tâm theo dõi video. Chắc anh em mình xin chào mọi người nha. Thôi chào chị các bạn.